Hello, xin chào khán giả thân yêu của Vintop nhé. Khi nhắc đến những bộ phim nổi đình nổi đám ở Hàn Quốc như là Vườn Sao Băng, Ngôi Nhà Hạnh Phúc thì ai ai cũng phải suýt xoa cho những chàng bạch mã hoàng tử hay những cô nàng kẹo ngọt xinh xắn. Còn khi sang xứ Trung sẽ là một màu hoàn toàn khác. Chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng những pha hành động mãn nhãn đến những cao thủ võ thuật đỉnh cao Hollywood như là Lý Tiểu Long, Thành Long hay là đại ca bộ bự Kim Hồng Bảo. Ở cái thời hoàng kim đấy, ai ai cũng phải trầm trồ và suýt xoa trước tài năng của họ. Không để các bạn đợi lâu hơn nữa, hãy cùng mình tìm lại tuổi thơ với những cái tên vượt mọi thời gian này nhé. Và các bạn cũng đừng quên hãy để lại bình luận cho ngôi sao mà các bạn yêu thích nhất ở phần bình luận bên dưới. Top những ngôi sao gắn liền với tuổi thơ. Biren. Hoàng tử mắt hí là biệt danh thân thương mà người hâm mộ vẫn dùng để gọi Biren. Anh được coi là một trong những nghệ sĩ dẫn đầu làn sóng Hallyu đưa âm nhạc và đưa điện ảnh Hàn Quốc ra thế giới. Vai diễn Lee Jong-jae trong Ngôi Nhà Hạnh Phúc đã đưa tên tuổi của anh đến gần hơn với công chúng. Chàng hoàng tử mắt hí đã trở thành người trong mộng của nhiều thiếu nữ thời bấy giờ. Bộ phim này cũng đem cho Biren nhiều giải thưởng danh giá như là nam diễn viên chính xuất sắc nhất, nam diễn viên được yêu thích nhất và cặp đôi xuất sắc nhất cùng với Song Hye Kyo. Sau thành công của Ngôi Nhà Hạnh Phúc thì anh tiếp tục hoạt động không ngừng nghỉ thông qua nhiều dự án khác nhau và đạt được những thành công nhất định. Nam diễn viên ca sĩ từng được tạp chí Time đề cử 6 năm liên tiếp. Anh cũng là người châu Á đầu tiên 2 lần được chọn vào danh sách top 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất thế giới. Chẳng bao lâu sau thì Biren và Kim Tae-hee đã về chung một nhà khiến cho người hâm mộ phải vui lây. Đây là một cặp đôi vàng của làng giải xứ Hàn. Hai người đã có 10 năm bên nhau, một cuộc hôn nhân viên mãn cùng hai cô con gái vô cùng xinh xắn. Lee Min-ho. Nhắc đến Lee Min-ho là không thể không nhắc đến vai diễn Go Jun-byeol trong Vườn Sao Băng và mái tóc xoăn huyền thoại của anh chàng. Sở hữu ngoại hình nam thần này, điển trai như tượng tạc, lại thêm kiểu đầu đầy lãng tử. Anh là bạch mã hoàng tử của không biết bao nhiêu người. Lee Min-ho ban đầu không phải là cái tên quá đình đám trong làng giải trí Hàn chật trội, đầu đầu cũng thấy người tài. Ấy thế nhưng, dường như số phận làm ngôi sao hàng đầu đã định sẵn. Chỉ 3 năm sau, Lee Min-ho nhận vai trong Vườn Sao Băng, bộ phim thần tượng đình đám một thời. Anh vụt sáng, trở thành nam diễn viên sáng nhất nhì thời điểm đó. Để rồi sau đó thừa thắng xông lên, góp mặt trong cả loạt dự án phim đình đám. Sự nghiệp thì thăng tiến, thành công chen chân vào hàng ngũ sao hạng A. Lại còn là nam thần trong mộng của hàng triệu người. Đương nhiên, Lee Min-ho sở hữu độ hot không tưởng. Dường như mọi động tĩnh liên quan đến nam diễn viên đều không thoát được tầm ngắm của netizen. Dù đã cho ra mắt được 14 năm, nhưng mà Lee Min-ho vẫn giữ được sức nóng 1.000 độ như thuở mới khuynh đảo cả châu Á vậy đấy. Anh cũng khiến cho người hâm mộ xốn xang khi mà toàn hẹn hò với những mỹ nhân như là Park Min-jong, Suzy. Anh cũng là người có tấm lòng vàng khi mà thường xuyên tham gia từ thiện. Đây phải nói là chàng trai nói không với sự can nan và người yêu quốc dân của mạng nhà. Thành Long. Trong những ngôi sao võ thuật đình đám của màn ảnh Hoa ngữ, không thể không kể đến cái tên Thành Long. Bằng năng lực của mình, ông đã nối gót đàn anh Lý Tiểu Long thẳng tiến lên màn ảnh Hollywood. Ông gây được tiếng vang lớn để rồi biết bao nhiêu thế hệ phải coi ông là cả tuổi thơ, là cả bầu trời võ thuật. Mỗi khi nhắc đến, có bạn nào ở đây ngậm ngùi hồi tưởng những thước phim với những pha hành động vô cùng mãn nhãn không nhỉ? Năm 2016, Thành Long bất ngờ được Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ trao tặng tượng vàng thành tựu trọn đời. Từ đây, ông chính thức trở thành diễn viên Hoa ngữ thành công nhất. Vào thời điểm hoàng kim, đã có những tác phẩm xếp vào hạng kiệt tác và tài năng sáng tạo không thể nào xóa mờ được. Gia nhập làng giải trí từ khi chỉ mới 8 tuổi, trải qua nhiều thập kỷ lăn lộn với nghề. Mức thù lao của ông vua phim hành động châu Á đáng để bất cứ diễn viên nào cũng phải thèm muốn. Cùng với đó là khối tài sản kích dù, xài mấy đời cũng không hết. Sau hơn 40 năm đóng phim thì Thành Long chịu không ít những chấn thương nghiêm trọng, có những lúc tưởng chừng như đã chết đi sống lại. Điều này cũng có những tác động không nhỏ đến sức khỏe của ông khi về già. Mong rằng huyền thoại của chúng ta vẫn giữ được một sức khỏe tốt để ông có thể cống hiến và làm những điều có ích cho xã hội. Lý Tiểu Long. Vâng, Lý Tiểu Long là tượng đài võ thuật và phim võ thuật của thế giới. Không một diễn viên Hoa ngữ nào có lượng fan lớn hơn Lý Tiểu Long, từng xác lập 200 triệu fan trên toàn thế giới, cũng là người được Kung Fu vào từ điển tiếng Anh. Một bậc thầy võ công với lối đánh nhanh tới mức mắt thường khó nhận biết, Lý Tiểu Long còn là một nhà hiền triết với lối diễn đạt sống động.
tất cả đã tạo nên một phong thái không lẫn vào đâu được. Cho dù nhiều năm sau nữa, chỉ cần một người tái diễn một động tác hay là bộ trang phục của anh, vẫn sẽ có khán giả nhận ra và gật gù. À, kia, đích thị là Lý Tiểu Long. Anh đã gây ấn tượng với khán giả chủ yếu qua những bộ phim đình đám như Long Tranh Hổ Đấu, Tình Võ Môn, Trò Chơi Tử Vong. Không chỉ phá vỡ thế bí của dòng phim võ thuật Hồng Kông, anh còn là số ít những ngôi sao Trung Quốc có vị thế trong Hollywood với danh xưng Ông Hoàng Cung Phu. Vậy nhưng, cuộc đời của anh lại có quá nhiều thăng trầm và những điều bí ẩn. Đến nay, cái chết của vua Cung Phu Lý Tiểu Long vẫn là một trong những câu đố đầy bí ẩn. Song Hye Kyo. Vâng, đây là một cái tên không còn gì là xa lạ trong giới giải trí Hàn Quốc và thế giới. Cô là một nữ diễn viên được khen ngợi cả về ngoại hình lẫn diễn xuất. Người Nhà Hạnh Phúc đã đưa tên tuổi của cô lên một tầm cao mới với sự săn đón nhiệt tình từ các nhãn hiệu thời trang cao cấp. Nhờ vẻ đẹp tựa thiên thần cùng với lối diễn xuất đa dạng, cô đã chiếm trọn trái tim của người hâm mộ. Cùng với đó là sự ra đời của siêu phẩm Hậu Duệ Mặt Trời gây sốt màn ảnh thế giới, đã khiến cho cô nổi như cồn trên các mặt báo. Cũng chính từ bộ phim ăn khách nhất quả đất này là một mối lương duyên cho chuyện tình đẹp của nam chính và nữ chính châm ngòi. Đúng là phim giả tình thật, đám cưới thế kỷ của Song Joong Ki và Song Hye Kyo đã diễn ra. Một trong những cặp đôi quyền lực nhất của showbiz Hàn nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông trong nước và quốc tế. Khoảng thời gian tận hưởng hạnh phúc của cả hai kéo dài không được bao lâu, thì cặp đôi song song đã dính nghi án hôn nhân, tan vỡ đường ai nấy đi. Và cô gái này đã ít nhiều bị ảnh hưởng bởi scandal này. Hình ảnh ngọc nữ, thần tiên tỷ tỷ cũng dần biến mất. Nhưng có lẽ chúng ta không thể phủ nhận được vẻ đẹp, trẻ mãi không già của ngôi sao này phải không nào? Nguyên Bưu. Thập niên năm 1980, Nguyên Bưu cùng với Hồng Kim Bảo và Thành Long là bộ ba vàng của điện ảnh võ thuật Hồng Kông thời bấy giờ. Ông là một diễn viên, đạo diễn và là nhà sản xuất phim của điện ảnh Hồng Kông. Ông bắt đầu tham gia nghệ thuật từ khi còn nhỏ với vai trò thành viên nhóm Thất Tiểu Phúc. Từ chỗ là diễn viên đóng thế võ thuật, Nguyễn Bưu chuyển sang đóng chính. Ông trở thành ngôi sao võ thuật đỉnh cao của nhiều bộ phim Trung Quốc thời bấy giờ. Là học trò thành công nhất của Thành Long và Hồng Kim Bảo, ông được biết đến như một trong những diễn viên võ thuật xuất sắc nhất trên màn ảnh. Với số lượng tác phẩm đồ sộ gần 70 phim, trong đó có Tình Võ Môn, Long Tranh Hổ Đấu, ông còn là một diễn viên Hồng Kông hiếm hoi có lượng người hâm mộ trung thành ở Nhật Bản lớn hơn cả bản địa của nước mình. Hồng Kim Bảo. Vâng, năm 1980 thì dòng phim hài hành động của Hồng Kim Bảo và Thành Long đã thay đổi hoàn toàn thị hiếu xem phim và làm phim của Hồng Kông. Hồng Kim Bảo được gọi bằng nhiều cái tên yêu thương như là Đại Ca Bự Con này, Tạp Gia Tiểu Tử. Đúng rồi, với cái hình dáng ú nu cùng với lối diễn xuất hài hước như vậy thì bảo sao mọi người không yêu mến cho được phải không nào? Từ các công việc đạo diễn này, biên kịch, chỉ đạo võ thuật và diễn viên hành động, Hồng Kim Bảo đều đảm đương rất là tốt. Ông đóng vai chính trong một số series phim của Hollywood, nhận giải diễn viên xuất sắc nhất của Liên hoan phim châu Á Thái Bình Dương. Ông tham gia cống hiến cho nền điện ảnh từ những năm thanh niên tới khi về già. Ông còn nói rằng sẽ nguyện đóng phim cho tới khi có thể sống tới 150 tuổi. Thế nhưng khán giả rất là lo lắng cho sức khỏe của Hồng Kim Bảo khi mà ông bị chụp ảnh ngồi xe lăn trong siêu thị. Nhưng mà việc ông xuất hiện trong sự kiện tuần lễ Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải năm 2017 cho thấy sức khỏe của ông đã ổn định trở lại. Ông còn phụ giúp Thành Long trong một số pha biểu diễn vô cùng đẹp mắt và mãn nhãn nữa cơ mà. Châu Tử Đan. Châu Tử Đan là một nam diễn viên hành động nổi tiếng của Trung Quốc. Trong các ngôi sao phim hành động của Trung Quốc thì Châu Tử Đan là một trong những tài tử hiếm hoi, có võ công thực thụ. Nam diễn viên tinh thông võ cổ truyền và võ hiện đại. So với Thành Long và Lý Liên Kiệt, Châu Tử Đan khởi đầu sự nghiệp diễn xuất chậm hơn hai người đàn anh. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại thì Châu Tử Đan đã thay thế, trở thành ngôi sao võ thuật hàng đầu trong làng giải trí Hoa ngữ. Người hâm mộ đã vô cùng thích thú khi mà Châu Tử Đan đăng tải hai video ngắn ghi lại những khoảnh khắc tập luyện võ thuật. Trong video thì anh thực hiện những động tác võ thuật như là bay người này, đá cước liên hoàn, đấm mốc một cách mạnh mẽ. Ở tuổi 58 rồi nhưng mà nam diễn viên vẫn cho thấy sức khỏe dẻo dai, cường tráng như là thời thanh xuân vậy đấy. Nhiều năm nay thì anh tập luyện võ thuật mọi lúc mọi nơi, từ phòng bếp đến sân tập hay là khi chạy bộ để duy trì sức khỏe. Anh còn chia sẻ với người hâm mộ rằng cơ thể và sức khỏe của anh bị tàn phá nặng nề khi mà thực hiện các động tác hành động, nhưng mà anh không muốn giải nghệ.
máu nghề đã ăn sâu vào con người của anh rồi. Anh chỉ bảo nghiệp diễn, khi nào không thể chịu nổi sự đớn đau khi mà quay những cảnh phim hành động mà thôi. Vâng, với những cái tên ấn tượng vừa rồi thì cả tuổi thơ của bạn có ùa về hay không? Hãy để lại bình luận phía bên dưới cho kênh của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì đừng có quên là hãy like, share, subscribe và nhấn nút cái chuông để theo dõi, ủng hộ Yêu Thương Pitop. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.